Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi thăm cận cảnh những cái tòa nhà chung cư bỏ hoang hơn 9 năm nay rồi. Nhìn mà mình tiếc hùi hụi luôn. Đó, mà những cái khu chung cư này đâu có sai xôi gì đâu quý vị và các bạn. Nằm trên khu đất vàng Thủ Thiêm. Đường xá quy hoạch ngon lành, vỉa hè, cây xanh, công viên, tiện ích xung quanh rất đầy đủ. Có tiếc một điều là bây giờ vẫn bỏ hoang, càng ngày càng xuống cấp. Đó, hàng trăm căn hộ và những cái tòa nhà, những cái tầng trệt, tầng 1 ở dưới đây này rất đẹp luôn, mặt bằng tuyệt vời. Vậy mà nó vắng như chùa Bà Đanh, hoang tàn. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đây là một vài hình ảnh Sài Gòn Camera cung cấp trước cho quý vị và các bạn. Đó, toàn bộ những dãy nhà này không có một bóng người luôn. Và cái khu này là khu tái định cư Bình Khánh thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Người ta khởi công từ năm 2013 đó quý vị và các bạn. Và tới 2015 thì đã hoàn thành như thế này rồi. Và tới đây là 2024 thì nó là đã gần 9-10 năm rồi. Đó, quý vị và các bạn thấy không? Những cái tòa nhà chọc trời với 3.790 căn hộ. Đó, bây giờ hoang tàn như thế này quý vị và các bạn này. Vừa rồi thì cái đợt dịch Covid đó, ở đây được nhà nước trưng dụng làm cái bệnh viện dã chiến để chữa bệnh cho những người bị Covid-19. Rồi bây giờ xong xuôi hết rồi thì những cái tàn dư của nó vẫn còn ở việc. Ví dụ như những cái bảng này, những cái bảng tiếp nhận, những cái bảng hướng dẫn đồ này kia không, những cái nệm, cái điếc đồ người ta nằm á, vẫn còn. Đó, thật sự là một cái mình cảm thấy mình tiếc hùi hụi á. Và càng ngày nó càng xuống cấp quý vị ơi. Cái nhà cửa mà nó càng ngày nó càng xuống cấp. Một mùa mưa nắng thôi, nó nắng nóng như những cái tháng vừa rồi á, mà nó mưa xuống cái là có như tường điếc là nứt hết, gạch điếc là bung sạch trơn luôn. Rồi đọng nước, rồi thấm, rồi hư, rồi dột. Nói chung là không được bảo trì, bảo dưỡng, không có con người duy tu bảo dưỡng thì nó xuống cấp rất là nhanh. Đó, bây giờ mình nói thiệt ra chứ bây giờ hô bán một căn như vậy không, 2 tỷ đổ lại thôi, 2 tỷ mấy cũng được nữa. Bảo đảm trong vòng một nốt nhạc người dân sẽ tập trung mua hết. Tại vì đây là một cái vị trí rất đẹp quý vị các bạn. Ở ngay cái thành phố Thủ Đức, khu đô thị mới Thủ Thiêm, giáp với quận Nhất. Đó, những cái dự án xung quanh đây là những cái dự án người ta làm lên, người ta bán hàng trăm triệu một mét vuông. Đó, hàng trăm triệu một mét vuông quý vị và bạn. Một hướng thì đi ra xa lộ Hà Nội cầu Sài Gòn, hướng về đi về cầu Ba Son. Đó, quý vị thấy không? Những cái hàng rào lưới vào là hết rồi, rác rến không. Đó, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng Sài Gòn Camera đi một vòng xung quanh khu chung cư này. Vậy mà rất là nhiều gia đình không có chỗ ở quý vị các bạn. Người ta phải đi thuê những cái chung cư mini, những cái nhà trọ ẩm thấp. Cả gia đình 4-5 người ở trong và mười mấy 20 mét vuông là chẳng hạn. Mà đây thì phải nói là hàng trăm cái căn hộ như thế này quý vị các bạn. Tiếc thiệt chứ. Cho nên là ngay cái khu trung tâm như thế này mình nói rồi, một căn mà bây giờ bán khoảng 2 tỷ trên dưới 2 tỷ trong vòng một nốt nhạc thôi, người dân xếp hàng bảo đảm trong một nốt nhạc là mua hết. Quý vị biết ở quận 9 của tập đoàn Vingroup làm cái chỗ Vinhome đường Nguyễn Xiển á, bây giờ một căn hộ chung cư ở dưới đó cũng vài tỷ bạc rồi, một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, 2 tỷ mấy, 3 tỷ rồi. Mà nó đi xa dữ lắm quý vị. Về tuốt dưới quận 9 giáp với lại Biên Hòa Đồng Nai, qua con sông là tới Biên Hòa Đồng Nai rồi. Còn đây là một trong những cái khu rất là trung tâm luôn, mà đẹp ghê quý vị. Nhìn cái tầng trệt của nó, toàn bộ những kính. Người ta ngày xưa là người ta muốn buôn bán này, làm ăn này, văn phòng này. Đó, bây giờ là để cả chục năm nay rồi như vậy. Chục năm nay rồi, thật sự là tiếc nuối. Và một cái số tiền khổng lồ quý vị bạn, số tiền khổng lồ đúng vào đây.
từ tiền xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng, tiền đất, rất là nhiều luôn, hàng ngàn tỷ, không phải đơn giản đâu quý vị các bạn. Thật sự là tiếc. Đó thì vừa qua thành phố cũng tổ chức đấu giá tới 3 lần mà đều 3 lần vẫn thất bại quý vị các bạn. Lần đầu là năm 2017, cái giá người ta đưa ra là 8 tỷ 8.800 tỷ. Lần thứ hai là năm 2018, cái giá đưa ra là 9.100 tỷ. Và lần thứ ba là năm 2021 là 9.900 tỷ. Nghĩa là bình quân khoảng 2 tỷ tư một căn. Đó, và cái hiện trạng như thế này mà nếu mà còn về phải duy tu lại nữa, cho nên cái giá thành nó cũng đổi lên khá cao. Bây giờ nội cái duy tu vận hành với lại bảo dưỡng cái này cũng tốn hàng chục tỷ một năm chứ không phải ít đâu quý vị các bạn. Là bây giờ cái hiện trạng như thế này này, coi như là bán cho dân luôn, ví dụ như vậy á. Một căn như vậy 2 tỷ, 2 tỷ 1, 2 tỷ 2, về nhà nào tự sửa nhà đó, không tự sửa, tự sơn phết ở trong nhà, trong cái phạm vi căn hộ đó, bảo đảm người ta mua hết luôn đó quý vị. Vị trí nó đẹp quá, nhiều gia đình vẫn chưa có nhà ở. Thì không hiểu như thế nào mà tới thời điểm này vẫn chưa có đồng tiền gì hết quý vị. Mình đi mình thấy bao la thế chứ. Cái diện tích của nó lên tới 38,4 hecta, 38,4 hecta. Khiếp thiệt chứ. Đẹp. Đó, quy hoạch quý vị bản thân. Vỉa hè. Đó, những cái toán cái tầng tầng trệt, nhất là tầng trệt. Ngày xưa những cái lô chung cư tầng trệt, tầng 1, tầng 2 là người ta làm các cái trung tâm thương mại buôn bán, rồi chiếu phim, vui chơi giải trí, ăn uống cho cư dân. Nhưng mà bây giờ cái cư dân không có, cái là tự nhiên ở dưới cũng để hoang thì trống luôn, toàn bộ dưới là người ta làm kín đó quý vị, để chủ yếu là buôn bán mà kín, trùng trùng điệp điệp ha quý vị ha. Thật sự là mình thấy xót xa, tiếc tiếc nuối tiếc. Một cái khu vực rất là hoang vắng, ở đây là ban ngày quý vị, ban đêm thì chắc cũng hơn, ban đêm có ai đi tới đi đi lui ở đây đây đâu. Còn những cái trục đường mà xuyên tâm có thể đi băng qua thì vẫn có người chạy tới chạy lui, những cái trục đường chính, còn mà đi vào các cái nhánh phụ thì chắc là không có người. Đó, quý vị thấy còn thấy hồ sơ ở trong đó thì năm 2019-20 là dịch Covid ở đây được làm cái bệnh viện dã chiến nguyên khu vực này luôn, cách ly điều trị. Đó, cái hồ sơ vẫn còn trong quý vị các bạn. Khiếp ha. Một cái vị trí rất đắc địa quý vị ơi, vị trí rất đắc địa. Nghĩa là quý vị hình dung ra này, đi qua cầu Sài Gòn, ghé về rẽ vô đường Trần Não. Đó, xong rồi chạy tới đây liền, hết cuối đường Trần Não quẹo vô cái là tới khu vực này liền. Hoặc là từ khu vực này mà đi lên cầu Bác Son cũng gần xịt đó quý vị ơi. Vị trí rất đắc địa luôn. Nó thuộc cái thành phố, thành thành khu đô thị mới Thủ Thiêm mà. Thủ Thiêm. Nói tới Thủ Thiêm là quý vị các bạn biết rồi. Người ta đấu giá một mét vuông đất tới hàng tỷ, hàng tỷ bạc một mét vuông. Tỷ mấy, 2 tỷ một mét vuông, khiếp. Đó, cho nên là mình nói rồi, một cái căn hộ như mà bán cho người dân á, chừng trên dưới 2 tỷ đó, xếp hàng người ta mua hết liền luôn. Vì đây bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid 19 số 8 đó, ngày xưa là toàn bộ là điều trị cho những người bị bệnh Covid cách ly rồi này kia ha. Những khu vực này thì tuyệt vời rồi, nó biệt lập á, với lại những cái tòa nhà như thế này thì coi như là đó, quý vị thấy nhìn đẹp thiệt quý vị, những cái khối đế ở dưới đây mà ngày xưa người ta trong phương án mà mua bán đồ này kia ngon lành, làm các cái cửa hàng, làm các cái trung tâm thương mại, bây giờ để nó tiêu điều luôn, hoang tàn sơ sát. Nhìn thấy khiếp đó quý vị ha.
Tiếc thiệt quý vị ơi, hàng ngàn tỷ mà. Nhưng mà một năm như vậy là cũng phải có quản lý vận hành đồ này kia quý vị, cái tiền để mà duy tu và quản lý vận hành chứ, chứ không phải để không đâu. Ví dụ trong đây là có thang máy hết đâu quý vị ơi, trong đây có thang máy hết luôn. À, những cái nhà cao tầng này có thang máy hết. Đó, những cái khối D của nó dữ dằn ha quý vị ha. Nhìn vô đây là một cái rừng chung cư biết bao nhiêu căn hộ. Ví dụ như là 3.790 căn hộ, mà một căn hộ như vậy á, bình quân khoảng 3 người thôi, 3 4 người một 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 căn hộ thôi. Nó là hàng chục ngàn người chứ đâu phải ít quý vị. Đó, giờ còn lại những cái bảng điều trị Covid-19 rồi vẫn còn đó quý vị, người ta chưa có gỡ đi. Như là các cái bảng hiệu vẫn còn, một số phòng á, thì mình còn thấy còn cái hồ sơ. Rồi một số phòng thì còn lại cái nệm, cái ghế bố rồi này kia đó, ngày xưa chắc cho người Covid rồi nằm rồi này đó đó, bây giờ vẫn để. Nó thật sự là mình thấy cũng xót xa ha, xót xa. À, trong khi nhiều người rất cần nhà quý vị, nhiều người rất cần nhà. Đó thì vừa rồi ở Hà Nội đã sinh ra những cái vụ cháy đó, bao nhiêu người chết trong những cái chung cư nhỏ, trong những cái nhà nhỏ gọi là chung cư mini, hoặc là trong các cái hẻm, rồi hẻm ngoằn ngoèo luôn. Khi mà xảy ra cháy thì người ta không có đường để thoát ra được. Trong khi đây thì những cái tòa nhà cao chọc trời, những căn hộ rất là thoáng mát, thiết kế ngon lành đẹp đẽ, và vẫn chưa thu hút được cái người dân. Thì cũng có thể vướng mắc những cái thủ tục nào đó thì mình không biết, nhưng mà thấy cái thực trạng như thế này thì cũng thấy tiếc đó quý vị. Tiếc. Đó, những cái dãy nhà quý vị thấy không? Nhìn ở dưới không mà thấy đã luôn. Đó, cho nên là mình nói đâu cần đi đâu cho xa đâu quý vị các bạn. À, ngay cả trung tâm thành phố, ngay những cái quận trung tâm, những cái thành phố có như nổi tiếng, những khu đô thị bậc nhất, giá cả đất đai đất đặt đắt đỏ. Trong khi những cái dãy nhà chung cư như thế này nè, đây là gạch đồ rơi rụng hết rồi quý vị, gạch ốp bên ngoài rơi rụng hết rồi. Đó, quý vị nhìn thấy bung tơ lơ hết rồi. Cái này giống như ngày xưa cái bình oxy hay gì quý vị các bạn. Đó, nguyên cái dãy này gạch ốp á, kiểu nó nắng nó mưa kiểu này quý vị các bạn. Nó nắng mà nó nắng nhiệt độ tới ba mấy 40 độ mà không có vật liệu nào chịu nổi đâu quý vị ơi. Và nếu chịu nổi thì ví dụ như là có con người ở thì nó bung một viên là phải lo sửa chữa liền, ốp vá lại liền thì nó không có lỡ tiếp. Nhưng mà để vậy bắt đầu nước nó đọng vô, nó ngâm ngâm bắt đầu đang còn ẩm ướt nắng lên nó bung. Đó, vật liệu nó cũng có giá mà. Đó, những cái lớp vữa lớp hồ tô thì nó có mấy phần à, cho nên nó nắng mưa nó nước ấy hết bung hết. Đó nghĩa là nãy giờ mình đi vòng vòng trong đây những cái tòa nhà chung cư cao tầng đó, để hoang để trống, rào chắn cỏ rác đó, đó là những cái gì mà hiện tại ở khu khu tái định cư Bình Khánh này, nó là thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. À, có một số khu cũng có một vài cư dân ở, ví dụ đi ra ngoài cái khu vực ngoài đây này quý vị các bạn, cũng có một vài cư dân người ta ở. À, còn lại buổi trưa nắng á, thì đa số mấy anh em tài xế, mấy anh em chạy Grab đang chạy nắng nóng cái đi vô có cái bóng cây bên nó vắng vẻ nghỉ ngơi rất là tuyệt vời. Đó, ngoài kia là trục đường chính quý vị, trục đường xuyên tâm. À, đi từ đường bên đường là Đọc Văn Cống gì đó không, mấy cái tuyến đường bên đó đó, rồi chạy về Trần Não, chạy về xa lộ Hà Nội. Cho quý vị thấy đường xá quy hoạch đã, đường rộng thênh thang luôn, vỉa hè cây xanh
Đó, đây là những cái dãy nhà mà kiểu như làm người ta làm cái dãy shop house á, dưới tầng đế các cái chung cư á. Đó, nghĩa là rất là bài bản luôn. Đó, bệnh viện dã chiến. Đó, nhưng mà mình nói rồi, càng để lâu thì nó càng xuống cấp, càng để lâu nó càng xuống cấp. À, người ta khởi công từ 2013 là tới 2015 thì đã hoàn thành rồi, tính đến nay cũng đã 9 năm rồi. Năm 2024 là 9 năm rồi. Một cái thời gian khá dài quý vị các bạn không đưa vào khai thác sử dụng. À, vì nó hơi bị nghịch lý chỗ đó quý vị các bạn. À, vậy những có những cái gia đình như mình đã nói đi ở nhà thuê, nhà mướn. À, rồi trong những cái khu chật chội dành cho những cái người lao động nghèo, thu nhập thấp. Đó, ví dụ đây giờ bán 2 tỷ rưỡi cũng được đó, 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 6 cho trả trước 50% chẳng hạn không? Rồi còn nhiều cho vay ngân hàng, người ta đi làm ta trả thì ok luôn. Đây là những cái ghế bố nữa quý vị. Cái ghế bố, cái tấm nệm đồ ngày xưa điều trị Covid đó, bây giờ vẫn còn ở trong đây. Quá trời nhiều luôn. Đó, rồi mình đang nói dở, ví dụ như giờ bán một căn hộ 2 tỷ rưỡi đi, 2 tỷ tư, 2 tỷ rưỡi. À, cho trả trước 50%, còn 50% cho người thu nhập thấp đó là vay, vay ngân hàng rồi trả góp, thì người ta phải tìm công việc, hai vợ chồng gì gì đó ví dụ vậy, tìm công việc làm để lấy tiền trả góp trong bao nhiêu năm, là đưa vào khai thác sử dụng được hết. Nên nó ổn quá, cái vị trí rất đắc địa luôn mà. À, không khí các bạn thấy không? Công viên cây xanh đồ thích đá. À, trong khi thì những cái căn nhà này để xuống cấp, để bỏ hoang, càng đi càng thấy xót xa, càng đi càng thấy nhà nhà bỏ hoang. Đó thì hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi thăm một cái khu đô thị ngay trung tâm, khu đô thị mới Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức. Nó giáp với lại trung tâm quận nhất, các quý vị và các bạn, trung tâm quận nhất, một cái vùng đất mà phải nói rất đắc địa. Đó, giá trị tiền đất hàng tỷ đồng một mét vuông, hàng trăm triệu đồng một mét vuông, và đây là những cái tòa nhà chung cư để hoang vắng xuống cấp. Đó, thật sự là cũng quá lãng phí ha quý vị ha. Rồi, video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Sài Gòn Camera xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công và may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Một lần nữa, xin thân ái chào tạm biệt.